Mới đây tại Hải Phòng, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp cùng với ngân hàng VP Bank tổ chức hội thảo tài chính thương mại tiếp cận vốn và các hình thức thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu. Tại hội thảo, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã có cơ hội chia sẻ trực tiếp những vướng mắc mà mình gặp phải trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là huy động vốn, quản lý tài chính. Những vướng mắc này được các chuyên gia ngân hàng giải đáp, đưa ra những giải pháp tài chính hỗ trợ nguồn vốn để doanh nghiệp thực hiện đơn hàng xuất khẩu cũng như là quy trình để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trong trường hợp có tài sản đảm bảo hoặc không có tài sản đảm bảo.